Trong vòng một thập kỷ qua, thiệt hại kinh tế mà biến đổi khí hậu gây ra cho thế giới đã lên tới con số hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, ngang với thiệt hại kinh tế từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Theo báo cáo tại hội nghị chống biến đổi khí hậu COP29, thời tiết cực đoan liên quan tới biến đổi khí hậu gây thiệt hại tài sản trên phạm vi toàn cầu là khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ trong thời gian từ năm 2014 đến 2023. Con số này gần ngang với thiệt hại kinh tế từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. ICC, tổ chức doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, đánh giá khoảng 1,6 tỷ người bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết và con số này sẽ còn tăng thêm. ICC cũng lo ngại về tương lai khí hậu toàn cầu sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, bởi ông có quan điểm nới lỏng các quy chế giám sát khí hậu tại Mỹ và thậm chí còn rút Mỹ khỏi hiệp ước chống biến đổi khí hậu trong nhiệm kỳ trước. Những dữ liệu trong thập kỷ này cho thấy một điều chắc chắn rằng biến đổi khí hậu không phải là một vấn đề của tương lai. Thiệt hại năng suất do các sự kiện thời tiết cực đoan đang được cảm nhận rõ rệt trong nền kinh tế thực ngay vào thời điểm hiện tại.